Tôi cảm giác là cơm. Con này nó tự mổ nó ăn giỏi lắm. À, uống nước nào, uống nước ạ. No chưa. Đồ trường đi cơ. Đồ trường. Đồ trường nha. Đi vào trường nha. Đồ trường ấy. Đi vào trường nha. Đi vô đi, con đi vô đi. Đứng lên đây kìa. Đứng lên lên lên. Lên nha. Một tay lên. Con này nó hơi kén ăn rồi. Đây là con thứ hai, con này nó kén ăn lắm. Tôi ăn hoài mà nó không chịu ăn gì hết. Đi đâu, đi đâu. Không sợ, không sợ. Không sợ, không sợ. Ô, ngon nào, ngon nào. Từ từ, từ từ, đi đâu vậy, đi đâu. Đi dạo tiếp, đi dạo tiếp. Hơi gầy, con này nó không chịu ăn nên nó hơi gầy một chút so với con kia. Con này nó đang chuẩn bị mọc lông các bạn ạ. Nó đang mọc lông nên nó rất là lười ăn luôn. Cái lông của nó đẹp lắm. Màu xanh, con này là con vẹt ngực hồng và màu đỏ. Nó ăn nha. Bây giờ ăn nào. Ăn 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 ăn. Con này thì nó làm biếng ăn lắm, nó không chịu ăn đâu. Nó không mỏi như con kia. Nhiều khi mình là ôi giời, con đi đâu, đi đâu, đi đâu. Đẩy vô, đẩy vô. Rồi, mở cái miệng nó ra nó mới chịu ăn. Bà này nó lười lắm. Ăn miệng con à? Ăn miệng. Ăn miệng con à? Rất là lười ăn. Buồn lắm. Chi 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 chi. Không chịu ăn đâu. Con này nó lười ăn thì phải mở cái miệng nó thì nó chịu ăn. Há há miệng coi.
mùi ăn lắm. Nó không chịu ăn này, nó đang một lông mè nên nó không có lười ăn, nó gầy quá trời. Nghe nè, mở miệng ra, không chịu ăn luôn. Ăn đi, không đói đó. Ăn tí đi nha. Ngon, 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 ngon. Mở miệng ra coi. Ngon nào, ngon nào. Ngon nào, chỗ trường nhớ hả? Mở miệng ra. Please. Nó không chịu ăn gì hết trơn á. Há ra đi, há ra đi, ông đói lắm luôn á. Cả ngày nó không chịu ăn luôn á. Nó gầy quá trời gầy luôn rồi. Chị kia thì mập quá trời mập luôn. Ừ, há miệng ra. Há miệng ra. Há ra. Không ăn đói là sao? Hả miệng, hả miệng ăn này. Đói đó á, ăn đói. Đây là nước này. À, mấy con này nó còn nhỏ lắm, nó chưa được một, hình như nó chưa được một tháng đâu. Đây nó chưa có biết tự ăn được, phải đút cho nó ăn đấy mấy anh. Ăn đi ông đói nha. Miệng đâu rồi, mở miệng coi nào. Mắm mắm mà. Mắm mắm mắm. Mắm mắm. Con này nó lười ăn lắm, nó không chịu ăn gì hết trơn á. Mở miệng coi nào. Ngoan nào, ngoan nào. Ngoan nào, ngoan nào, mở miệng ra ăn. Ăn nằm đói nha. Ăn no rồi còn kêu gì nữa. Ngon ăn. À, xong rồi có miếng nước đi, miếng nước nè. Nước nha. Nước nè. Ăn tí đi không mình đói đó. Ô chứ. Con này nó đang mọc lông nên nó rất khi nó ít thì nó ăn lắm. Mà cũng lười ăn đấy. Cứ phải nhét tận miệng này nó mới chịu ăn. Này. Lười ăn kinh khủng luôn. Ngon nè. Cái này là cơm ấy các bạn. Lúc sáng mình có cho nó ăn ăn ngũ cốc rồi, bây giờ cho ăn cơm. Ngon nào, ngon nào. Ngon, ngon, ngon. Há miệng coi. Há miệng ra không phải đói nữa bây giờ, trời ơi. Há ra. Há ra con nào. Không chịu ăn cứ phải mở cái miệng nó ra. Không ăn thì lại đói là khổ lắm cơ, trời ơi. À, mở miệng ra rồi mừng quá. Uống nước đi.
Đi vô đi, đi vô. Thôi, không ăn nữa, đi vô nhé. Đi vô, đi vô, đi vô. Vô đây, vô đây, vô đây. Đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Vô chuồng. À, vô luôn, vô luôn. Đây nè. Nó ăn ghê lắm này. Con này thì nó ăn nhiều lắm. Đó. Còn con kia, cái con này này. Con này thì nó ít ăn lắm, chỉ có con này nó ăn thôi. Úi trời trời. Mở miệng nó lớp luôn đó. Không ăn lắm. Nước nào. Nước nào. Con này nó ăn nhiều lắm, cái diều của nó này nặng lắm rồi, còn con kia nó gầy, nó không chịu ăn luôn. Chơi không? Đi. Chơi, chơi không? Chơi đi. Chơi đi. Đi không? Đi. Ý. Ý. Ngoan nha, ngoan nha. You know it.